nhiệt huyết, chiến đấu, dị năng, sân trường, 3 năm trung học phổ thông Ngô Hạo cũng thích Lý Nhu Băng 3 năm. Sau khi tốt nghiệp trung học Ngô Hạo nói ra thổ lộ lần thứ 100 với Lý Nhu Băng, đáng tiếc bị hiện thực dội một chậu nước lạnh. Bị cự tuyệt, Ngô Hạo hậm hực vài ngày, nhưng hắn lại không sa đọa không chịu nổi, nhìn thư thông báo trúng tuyển trên mặt bàn. Ngô Hạo hạ quyết tâm theo sau liền bắt đầu huấn luyện tự hạn chế dài đến 3 tháng. Đúng như mong muốn tiến vào chiến võ học viện, một trong mười đại học viện đứng đầu Hoa Hạ. Tại chiến vũ học viện bên trong mình vậy mà đụng phải giờ sau hảo huynh đệ. Chỉ là hảo huynh đệ này đã không còn là bạch sắc tóc ngắn giả tiểu tử mà mình nhớ lúc nhỏ. Ta tên là Ngô Hạo, ta hiện tại hoãn một nhóm. Nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ trước mắt, Ngô Hạo trong lòng một trận bối rối. Bởi vì thiếu nữ này đang đem vách tường của mình đông ở trên tường. Tiểu Hạo ca ca ta đợi suốt 8 năm, ta đã rốt cuộc áp chế không được nữa. Chương 1 Ngô Hạo ta không thích ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02 Đột phá võ giả cửu tinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03 Cực hạn 3 giây. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Bị hung hăng hành hung Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Ác ma này tại sao sẽ ở trên giường của ta? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Mộ tâm tuyết lão sư bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Dị năng triều dân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Chúng ta là hảo huynh đệ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Thức tỉnh C cấp cùng S cấp song dị năng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Đá bóng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.